Tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có buổi tiếp thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Bày tỏ vui mừng được gặp lại thủ tướng Shinzo Abe, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao nỗ lực của thủ tướng vì một xã hội Nhật Bản và cộng đồng quốc tế có sự tỏa sáng của phụ nữ, vui mừng về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm giữa thủ tướng và thủ tướng chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định quốc hội chính phủ và nhân dân việt nam hết sức coi trọng quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng với nhật bản luôn coi nhật bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài của việt nam hiện nhật bản đang là nước cung cấp oda lớn nhất nhà đầu tư trực tiếp lớn thứ hai đối tác thương mại lớn thứ tư của việt nam về phần mình, Thủ tướng Shinzo Abe chia sẻ, Nhật Bản mong muốn đóng góp tối đa đối với sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, trong đó có xây dựng cơ sở hạ tầng với chất lượng cao. Nhân chuyến thăm lần này, Thủ tướng cho biết, Nhật Bản cam kết sẽ hỗ trợ dự án đối phó với xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long, về hòa bình ổn định ở khu vực châu Á Thái Bình Dương, Nhật Bản khẳng định ủng hộ lập trường chính nghĩa của Việt Nam.